Ngày 6 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết vừa mời làm việc 19 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi ở huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh để làm rõ hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2023, qua công tác kịp vụ và tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp Bến Có, xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành, nên bố trí lực lượng tổ chức tuần tra căng chặn. Khi phát hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy. Bằng các biện pháp công tác, Cảnh sát Giao thông đã truy bắt được một đối tượng và tạm giữ một xe mô tô. Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ 8 đối tượng có hành vi đua xe và 11 đối tượng cẩu chủ đua xe trái phép và mời làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, lực lượng công an tiếp tục tạm giữ 11 xe mô tô, xe gắn máy có liên quan đến vụ việc. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 19 đương sự về các hành vi đua xe trái phép, cẩu chủ đua xe mô tô trái phép, phương tiện không có bộ phận giảm thanh, không gắn biển số theo quy định, không có giấy phép lái xe người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên, đồng thời củng cố hồ sơ tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.